Chào mừng quý bà con đã đến với kênh Kỹ thuật cây trồng. Thì quý bà con cảm ơn quý bà con đã ủng hộ và đồng hành cùng kênh, cũng như là cũng giao lưu và cũng chia sẻ rồi trao đổi tất cả các vấn đề kinh nghiệm cũng như là kỹ thuật trong quá trình làm vườn. Thì quý bà con nào mà chúng ta mới tiếp xúc hoặc là chúng ta mới biết đến kênh Kỹ thuật cây trồng á, thì quý bà con nhớ là subscribe, đăng ký ủng hộ kênh. Thì bên cạnh đó quý bà con cũng nhớ là chúng ta bấm vào cái chuông thông báo để nhận được những cái thông tin hữu ích và mới nhất từ kênh mà kênh đã đi thu thập được thực tế từ quý bà con trong quá trình sản xuất. Thì kính thưa quý bà con, hôm nay thì kênh cũng chia sẻ với bà con là một cái dịch hại mà nó gây hại rất phổ biến ở trên tất cả các loại cây trồng và cũng như là cây mít, cũng như là cây ăn trái, hay là cây công nghiệp, hay là một số loại rau màu, đó là cái nấm Phytophthora. Thì nó gây ra các bệnh phổ biến trên cây mít, đó là cái bệnh mà sau khi mà chúng ta phát hiện á, thì chúng ta thấy là xung quanh cái gốc á, thì nó có những cái nấm và cái lá vàng và héo rũ. Thì đây là một cái bệnh là cũng tương đối phổ biến và hiện nay nó đang diễn biến rất là phức tạp, đó là bệnh thối rễ lở cổ rễ, hay quý bà con hay gọi cái tên gọi khác là héo xanh. Thì ở đây héo xanh đó, thì nó cũng như biểu hiện của các loại cây trồng khác. Thì sau khi một thời gian mà quý bà con biết không, là chúng ta mua cây mít về rồi chúng ta trồng á, thì cây ban đầu nó tươi tốt, chúng ta bỏ cù lăng cù lóc nó vẫn tốt bình thường, nhưng mà một thời gian sau mà chúng ta đem ra chúng ta trồng rồi, chúng ta chăm sóc, rồi chúng ta đậy rơm, rồi chúng ta tưới nước hàng ngày buổi sáng rồi buổi chiều, nhưng mà nó vẫn héo. Thì những cái cây này mà sau khi mà chúng ta kiểm tra bộ rễ thì hầu hết tất cả các bộ rễ là nó bị thối hoặc là không ra rễ. Thì cái trường hợp không ra rễ thì do cái cây nó yếu thì chúng ta có thể là cung cấp cái dinh dưỡng qua lá. Còn cái trường hợp mà nó bị thối do cái nấm Phytophthora mà nó tấn công ra rễ thì cái trường hợp này chúng ta phải loại bỏ cây này và chúng ta trồng lại cái cây khác. Thì cái nấm Phytophthora này thì nó tấn công đặc biệt là ở giai đoạn cây con á, thì nó làm cho cái rễ chúng ta là nó tấn công vô cái rễ non, nó làm cho cái rễ chúng ta thối. Và như trên hình với bà con thấy là hầu hết là những cái cây này á, thì sau khi mà chúng tôi kiểm tra thì toàn bộ là những cái rễ nó bị thối hoặc là cái cây nó gọi là nó không ra rễ được luôn với bà con, là do ảnh hưởng bởi cái nấm nó tấn công. Thì cái hiện tượng này thì như bà con thấy là chúng ta đào lên thì chúng ta nắm cái rễ chúng ta tuột ra thì giống như tuột đuôi chuột, và cái rễ nó có màu là hơi xám xám đen đen, và nếu mà nó nặng hơn thì nó có thể là nó có mùi hôi thối, cũng giống như cái trường hợp là hoàng lá thối rễ ở trên cái cây có múi. Còn đối với cái trường hợp mà cái cây tầm khoảng 4 tháng trở lên thì cái cây này như trên hình với bà con thấy là cái cây này nó bị nặng rồi, nó tấn công tới cái rễ cái luôn, thì như vậy là nó sẽ làm ảnh hưởng là nó chết nguyên cây luôn. Thì như cái trường hợp này là chúng ta không thể cứu, nó chết một cách đột ngột luôn nha quý bà con. Chính vì vậy thì trong quá trình mà làm thì chúng ta phải thường xuyên quan sát và chúng ta chăm sóc, chúng ta kiểm tra vườn. Thì như cái trường hợp trên hình quý bà con cũng chia sẻ là cái cách trồng, thì ở đây quý bà con làm sao chúng ta cố gắng là trồng làm sao để cho cái mặt mít nó ngang với cái mặt mô, không được trồng quá sâu. Vì thứ nhất là gì, chúng ta trồng sâu quá thì là một là làm cho cái ngọt rễ thứ nhất, cái thứ hai là nó cũng là tạo điều kiện cho cái nấm bệnh, cái Phytophthora này nó tấn công vào cái bộ rễ, và chúng ta không thể nào mà phòng 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 trị được đối với cái lớp đất mà nó tương đối dày ở giai đoạn cây con. Và cái trường hợp thứ hai là như cái trường hợp trên hình của con thấy là chúng ta xây bồn cho cái cây đó, và sau đó chúng ta tưới nước á, thì như vậy á, thì cái mùa nói chung cái mùa nắng á thì nó cũng tương đối là nó hiệu quả, tại vì nó giữ nước giữ phân. Nhưng mà cái trường hợp mùa mưa thì chính cái bồn này nó sẽ giữ nước lại, và cái ẩm độ nó cao nó cũng tạo điều kiện cho cái nấm Phytophthora cũng như là Fusarium hoặc là Pythium nó tồn tại ở đây và nó tấn công vào cái cây trồng. Thì đây là cái trường hợp mà cái cây chúng ta mới trồng,
tầm khoảng 1 tháng nha quý bà con. Và chúng ta mua gì chúng ta trồng nó không phát triển. Và như trên hình thì anh chủ vườn anh kiểm tra thì cái đất này ví như quý con thấy là nhìn cũng tương đối là ẩm, và anh kiểm tra anh bóc được ra luôn, bóc tách được ra cái gọi là cái lớp vỏ. Chúng ta thường xuyên mà chúng ta thăm vườn, chúng ta kiểm tra vườn á, thì chúng ta nhận diện cái bệnh này như thế nào. Thì trên một cái luống như vậy á, là nó có 1 đến 2 cây hoặc là vài 3 cây mà nó lưa thưa lác đác, cái cây nó chậm phát triển và cái lá nó hơi rũ nhẹ lại đó. Thì đây là trường hợp mới phát hiện với bà con. Còn cái một cái trường hợp nữa là cái cây nó đang xanh tốt, tự nhiên bắt đầu nắng lên là nó xào lá, thì tầm khoảng sáng để nó tươi xanh bình thường, tầm khoảng 9-10 giờ mà khi mà nắng nó hơi nóng cái lưng chúng ta chút xíu rồi á, thì chúng ta thấy cái hiện tượng xào lá. Thì đây là một trong những cái hiện tượng cái nấm mà nó tấn công vào bộ rễ. Thì 1 tuần sau, nếu mà chúng ta không có biện pháp phòng trị kịp thời, thì 1 tuần sau là toàn bộ cái lá này nó héo rũ và nó vàng vàng luôn, và đặc biệt ở đây là không rụng như bà con, có nghĩa là cái lá nó vẫn còn dính trên cây, nó không rụng. Thì cái trường hợp này chúng ta phải có thể khẳng định đây là cái bệnh do nấm Phytophthora tấn công gây hại cho cây mít và gây hại ở bộ rễ. Thì như cái trường hợp này chúng ta đào cái bộ rễ lên á, thì chúng ta thấy là gì, cái rễ á, thì nó có 2 trường hợp. Một là có thể là bị rịp sáp, còn nếu mà chúng ta đào lên chúng ta không thấy rịp sáp mà chúng ta thấy cái rễ nó bị tuột đuôi chuột, thì chúng ta có thể đoán và khẳng định đây là cái bệnh gọi là thối rễ do nấm Phytophthora nó gây ra. Thì đối với cây 6 tháng thì quý bà con biết là cái đọt nó héo rũ, nó héo rũ rồi sau đó bắt đầu nó héo vô tới trong những cái lá già, rồi sau đó từ cái lá già, những cái lá già thì bắt đầu nó vàng trước, nó vàng, nhưng mà lúc này cái lá già nó vẫn không không rụng như quý bà con. Còn cái trường hợp mà cái lá già mà nó rụng á, thì có thể là nó thay lá hoặc là do là nó bị nước. Rồi sau đó tầm khoảng 3 đến 5 ngày sau á, là những cái lá này nè, quanh cái trường hợp này là bắt đầu nó lâu nữa con, bắt đầu nó rụng từ từ, có nghĩa là nó gọi là nó treo hết nổi rồi, nó khô rồi. Và cuối cùng là nó rụng toàn bộ cái cây trên lá. Thì như cái hình này quý bà con thấy là nếu mà nó ăn cái nấm Phytophthora này, nó chỉ tấn công cái rễ mền á, thì chúng ta là có thể là cứu được. Còn nếu mà nó tấn công toàn bộ cái hệ thống rễ luôn á, thì cái trường hợp này chúng ta nên loại bỏ cái cây này ra khỏi vườn của chúng ta, xử lý vôi để sát nấm sát khuẩn, và chúng ta tiến hành chúng ta trồng lại cây mới. Chúng ta chú ý là chúng ta không nên trồng lại những cái liền với bà con, và đặc biệt là không nên trồng lại trực tiếp ngay chỗ này. Chúng ta phải tránh xa chỗ này ra để hạn chế những gọi là những cái bào tử nấm mà nó lưu tồn, nó tấn công cho cái cây. Và ở đây kênh Chinh chia sẻ với bà con là cái sản phẩm đặc trị nấm Phytophthora, đó là ED72WB của công ty Hợp Chí. Thì sau khi mà chúng ta phát hiện, chúng ta chẩn đoán được đây là cái bệnh do nấm Phytophthora nó gây ra, nó tấn công bộ rễ, thì chúng ta sử dụng cái sản phẩm ED72WB của công ty Hợp Chí, chúng ta hòa vào nước và sau đó chúng ta tưới vào xung quanh tán cây và rốc, có nghĩa là chúng ta tưới đều trên mặt đất như bà con, là không được tưới tập trung ở một chỗ cái rốc, hoặc là chúng ta cũng cái trường hợp này chúng ta cũng không nên phun qua lá làm gì, tại vì ở đây là cái bệnh này là nó chỉ tấn công vào cái bộ rễ thôi. Và cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp này á, thì cái cây nó bị xào lá đó bà con, thì chúng ta có thể là sử dụng cái sản phẩm là Aliet. Thì tại sao giai đoạn này chúng ta sử dụng cái sản phẩm Aliet? Tại vì trong cái sản phẩm Aliet này nó lưu dẫn 2 chiều, là nó ngừa hay và nó diệt tốt. Thì cái trường hợp này á, là trong cái sản phẩm Aliet này nó kích thích cho cái cây trồng nó tiết ra một cái gọi là một cái nội kháng thể để vừa trị bệnh mà vừa là gọi là gì, bảo vệ cái cây trồng. Thì ngoài ra cũng có một cái sản phẩm nữa mà quý bà con ha có thể sử dụng được, đó là sản phẩm siêu lăng dinh dưỡng đặc biệt bảo vệ cây trồng. Ở đây cái hai cái sản phẩm này đều là gì, lưu dẫn 2 chiều, xì mủ và chết nhanh vàng lá thối rễ do nấm Phytophthora, là nó quản lý tương đối là hiệu quả. Và hai sản phẩm này là quý bà con cũng là thông dụng ở trên thị trường, quý bà con có thể ra cái đại lý phân bón thuốc bảo vệ thực vật để chúng ta tìm và chúng ta về chúng ta sử dụng cho cái cây trồng chúng ta. Cái liều thì quý bà con là chúng ta trước khi sử dụng thì chúng ta cố gắng là nên đọc kỹ cái liều hướng dẫn trước khi sử dụng. Thì ngoài ra ở giai đoạn mà chúng ta phát hiện, nếu mà cái cây mà chúng ta cái trường hợp mà chúng ta có thể cứu được, thì cái sản phẩm tiếp theo là Ridomin hoặc là cái sản phẩm là Aliet đó. Thì hai cái sản phẩm này chúng ta có thể phối hợp với nhau chúng ta tưới để chúng ta phục hồi cái cây trồng.
Thì quý bà con thì cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh cũng như là đăng ký cũng như là like ủng hộ kênh. Thì kênh kỹ thuật cây trồng kính chúc quý bà con quản lý tốt cái nấm bệnh ở trên vườn chúng ta, và chúng ta có những cái biện pháp canh tác làm sao cho nó hợp lý và đạt được vụ mùa bội thu. Thì chúng tôi luôn luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của quý bà con cũng như là những cái vấn đề khó khăn thắc mắc của quý bà con đang gặp phải trong quá trình mà chúng ta canh tác các cây mít cũng như là cây ăn trái cũng như là các loại cây trồng khác. Thì chúng tôi luôn luôn đồng hành và chia sẻ cùng với bà con. Cảm ơn quý bà con đã ủng hộ kênh. Chúc quý bà con sức khỏe và thành công.